Chào các bạn Y Hô Lan. Hôm nay tôi làm một cái clip nói về cái trầm tím, trầm rừng. Trước mắt tôi là một cái cây trầm rừng rất là tốt. Ta xem nó khoảng cỡ 50, 40, cỡ là 45. Thì cây này thì trước đây á là tôi được đóng vào trong cái giớn, trong cái lũa lũa là lũa vú sữa. Thì kỹ thuật á là tôi được đóng vào cứng trên lũa, thì cây là lâm thứ hai này, mầm là mầm thứ hai. Ta xem đây là mầm thứ nhất này. Lâm thứ nhất là nằm đây này, lâm thứ hai, lâm hai là này. Đã, ta thấy đọt rất là dài đây này. Thì cái kỹ thuật ta làm như sau. Thì tôi bắn cái gốc vào ở trong cái gỗ vú sữa này, và tôi kẹp thêm cái giấy chi lê để cho tạo độ ẩm. Và phía trên này là tôi đóng, đây là phân phân dê. Cái năm đầu tiên tôi đóng vào phân dê là cái ống phân này. Rồi sau đó năm tiếp theo là tôi bổ sung thêm cái ống tiếp theo như thế này. Thì ta nhìn ta thấy đặc điểm của cây trầm tím này là nó chịu khô. Khô nhưng mà lại gì? Là chúng ta phải có cái độ ẩm. Nếu như mà tôi cũng đã trồng trên cái chậu, nhưng mà thường tôi trồng trên chậu là không ổn. Không ổn. Chẳng hạn như cây bên này. Đây. Tôi trồng lên chậu sau đó không ổn, không ổn rồi tôi đưa ra ngoài. Tôi thấy đưa ra ngoài tôi thấy cây tốt hơn. Đấy. Thì trên này là tôi cũng là đưa phân dê, và tôi dùng cái sơ dừa công nghiệp thành miếng. Tôi cho phân dê vào đây, và tôi đóng, tôi cho phân dê nó nhẹo xuống dưới này. Thì tôi thấy cái cây này tạm ổn. Nhưng mà so với cái gốc này thì tôi thấy gốc này là rất là hoành tráng. Rất là cứng cây. Có hai thân, hai cái thân mẹ mọc ra rất là dài. Thì đây là chia sẻ cho anh em để biết thêm về cái kỹ thuật để chúng ta chăm cho nó tốt. Đây là một trong những cái giò trầm tím cũng là tương đối tốt và đẹp. Năm vừa rồi ra mà hoa rất là đẹp. Thì đây là chia sẻ cho anh em để chúng ta có cái kỹ thuật nho nhỏ để chăm sóc cái vườn lan mình tốt. Xin chào anh em.